Lúc đó hai đứa mới qua sống là Nga biết là ngủ dưới đất, rồi ngủ chật ngủ vật chỗ nào có là ngủ. Thì khi mà người vô đó làm cũng được một thời gian thì khi người ta phát hiện có bầu, cái người ta đuổi. Tại vì người ta nghĩ là khi mình đi sanh đi đẻ là người ta phải trả tiền maternity leave, rồi người ta phải trả tiền vacation leave cho mình. Mình chưa có đủ qualify, cái người ta cho mình nghỉ. Cái bắt đầu có mình Leon phải lo hết mọi việc. Thì lúc đó Leon về, cái Leon cứ trong đồng Leon lúc mà nhắm mắt lại hay mở mắt ra cứ suy nghĩ cái người mà nói cho mình biết vậy đó, là nói là giống như thích thì mày ra, còn không thích thì vậy. Ôi, có tiếng dân chuông quý vị, nửa đêm mà có trai tới nhà là thấy vui rồi đó. Trời ơi, gì mà lâu vậy trời. Trời ơi, vậy? Hả? Ê, tính ra nhà bà ngay Costco luôn nha, tiền dễ sợ luôn. Nè, trời thấy bà đói lắm rồi nè. Ca sĩ hải ngoại Leon Vũ, Trình Vũ Đông Nghi, sinh ra và lớn lên ở Tây Ninh, theo gia đình sang Mỹ định cư từ năm 15 tuổi. Sở hữu chất giọng ấm áp, theo đuổi dòng nhạc bolero, trữ tình, cùng ngoại hình điển trai, ca sĩ Leon Vũ đã nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả. Hôm nay anh sẽ là khách mời đặc biệt đến nhà Thúy Nga. Ai, cái gì đây. Mà lâu vậy bình ơi? Hôm nay nhậu nè. Trời, chơi sang vậy? Rượu đế thượng hạng luôn hả Nga? Phải chơi tới cỡ trời đó. Trời ơi, rượu đế mà ăn bánh ngọt. Trời, chương trình lạ lắm à nghe. Có nắp trên không? Có đi, khỏi đi, lấy áo đi. Trời ơi trời, thì cái riết thân thiết muốn làm gì làm luôn á. Biết cái áo này á là có điềm. Điềm gì có vậy? Cái chữ LV, thấy không? Là chữ Leon Vũ đó. Dạ. Tự nhiên nay Leon Vũ tới nhà luôn, hay thiệt. Này là hãng nó mai chính gốc cho bà luôn. Thì cũng biết hãng không, nhưng mà thấy cũng thấy còn mấy cọng chỉ dính dính đây nè. Tại vì họ mai ở gốc nha, họ chưa có thời gian. Ủa mà chương trình gì? Chương trình trò chuyện chứ phải nhậu chương trình bóc phốt nhau. Cho thầy đi chị, em phải bằng chứ thôi. Chị biết, chị nói em tính toán mà, chị phải làm cho nó cái, đều. Cũng cái em đô nói cao quá vậy thôi. Rượu mà bà nói như Nga tôi nghi quá nghe. Không, rượu thiệt. Trời lần thôi, vô đi. Vô đi. Cheers. Thì hôm nay là Leon biết rồi đó, với cái chương trình mà nhà có khách cùng Thúy Nga đó. Thì phải có một cái người khách nào đến đây tâm sự với Thúy Nga. Thì Thúy Nga thì quá quen thuộc Leon rồi. Hai tụi mình hay xàm xí ở trên clip ai cũng biết rồi. Nhưng mà hôm nay mình phải có cái tâm sự gì đó. Không, mà thường thường trên đó thì thấy mình, họ thấy mình vui, cười, tươi, tươi giỡn rồi chắc nghĩ là cuộc sống của mình nó cũng ok lắm, lắm vui lắm không? Nhưng mà nó cũng có vui như mình nghĩ hả? Không, nó bảy màu luôn mà. Leon là một cái người nghe rất là thích quý vị. Có nghĩa là Leon rất là thẳng thắn. Dạ em thẳng thắn thôi chứ em không có thẳng. Mà được cái gì chứ fan nữ vẫn yêu cuồng nhiệt quý vị. Ta nói 8-9 ngàn lần thôi cũng vẫn cũng là nghĩ, yêu cũng nghĩ là Leon giả bộ. À, nghĩ Leon giả bộ không có dám yêu họ, nhưng mà thực ra Leon không có yêu. Thì bây giờ nói thẳng luôn đi, giờ công khai nè, hôm nay câu chuyện ngày hôm nay nè. Leon come out từ bắt đầu năm nào? Leon came out là năm 2004. 2003 là Leon từ bên Hawaii qua. Thì lúc đó Leon thật sự thì luôn cũng chia tay với bạn gái rồi. Thì khi mà Leon qua tới bên Cali khoảng được mấy vài tháng thì mới biết là có Chloe. Chăm sóc sức khỏe đúng cách cho bạn và gia đình với Doctor Network, nền tảng video y tế được xác thực bởi bác sĩ. Có nghĩa là chia tay từ bên, ở bên Hawaii là, nhưng mà không biết không biết có bầu. Có bầu tại vì lúc đó nghĩ là mình cứ separate một thời gian tại Leon muốn đi mà hát. Lúc đó là đã báo come out từ bên chưa trời ơi, lúc đó còn đang có bạn gái rần rần mà vẫn có bạn gái rần rần thì là mẹ Chloe đó. Nhưng mà khi mà Leon quyết định đi Cali mới chia tay. À, thì chia tay thì chỉ có mình Leon đi qua Cali thôi. Mẹ của Chloe lúc đó thì vẫn ở bên Hawaii. Thì vài tháng thì cô này báo là có baby, có Chloe đó, có bầu. Thì Leon mới làm đủ mấy cách sắp đặt cho cổ qua bên, dọn qua Cali ở chung. Là quay lại để với nhau. Để mình take care, để quay lại với nhau, đúng rồi đó. Quay lại với nhau. Thì trong một thời gian cũng khá lâu bị chật vật về cuộc sống, rồi chật vật về cái hiểu biết của hai đứa lúc đó cũng hiểu trong, không? Trong có bầu vậy? Có lắm, tại vì khi mà quyết định chia tay ở Hawaii là đã biết hai đứa nó không có hợp rồi. Hiểu không? Nhưng mà trở lại là vì con bé, vì Chloe. Chứ lúc mà nếu mà không, Leon nghĩ nếu mà không có con Chloe là không có trở lại đâu. Không có Chloe, Leon cũng không phải về lại Hawaii để đem cổ qua đâu. Cực lắm. Lúc đó hai đứa mới qua sống là Nga biết là ngủ dưới đất, rồi ngủ chật, ngủ vật chỗ nào có là ngủ chỗ đó. Lúc đó Leon mướn một cái phòng và Leon nói với bà, cái người chủ nhà là mẹ của con Chloe là có bầu. Thì bà mới nói là bà không cho vô nhà nữa tại vì chưa có đám cưới mà đám là có con nó xui cho bà, bà đuổi ra hết trơn. Em Home, thiết kế xây dựng và thi công nội thất. Ồ, thiệt hả?
Ừ, bà tin vậy luôn á. Mà Si đã qua, Si qua đây hồi năm sáu mấy luôn đó nha. Người Việt Nam. Người Việt Nam. Ừ. Xong rồi Si đuổi hai đứa ra không cho ở. Ai biểu khai thiệt chi? Tại mình cũng nghĩ là mẹ cũng thương mình như con. Tính Leon là thiệt. Tính đến Leon thì có nhiêu khai nhiêu. Ừ. Rồi cái bà nói vậy thôi, hai đứa kiếm chỗ khác ở đi. Trời, nó làm như nó quen tôi nghe. Cái nói cại gì có bầu mà chưa làm đám cưới là không có nên, không có cho vô cửa nhà. Đuổi luôn. Cái đuổi luôn, hai cái đứa ra đồng luôn. Cái ở trong một thời gian, ở trong xe cũng một hai tuần gì đó. Rồi cái, ngủ trong xe luôn. Có giá, rồi cái mướn một cái apartment ở trên đường Bo với Anaheim nè. Rồi cái nhờ lúc đó là có mấy đứa bạn cũng ở Hawaii dọn qua. Cái hai thằng độc thân với Leon với mẹ của Chloe mới share một cái nhà. Mướn một cái nhà hai ba phòng á, share chung nhau. Lúc đó là góp gạo thổi cơm chung vậy đó. Ba bốn đứa ở chung một cái apartment trên đường Bo. Rồi bắt đầu mới xây dựng từ từ. Mà lúc đó cực lắm nha. Nhiều khi Leon làm trong Macy ra một tuần lễ mà lãnh tiền mà vừa làm vừa ăn commission mà vừa bị người ta vô trả hàng lại rồi này kia 200-300 đồng một tuần luôn, mà sáng sớm phải dậy rồi. Trời, cực quá dữ vậy. Rồi cái rồi Chloe là sắp bắt đầu chào đời, insurance đồ chưa có, rồi lúc đó còn không có insurance luôn. Rồi mẹ của Chloe lúc đó là vẫn nhỏ con lắm, thì lúc đó có bầu thì cũng chưa có ai biết có bầu, thì đi xin làm cho một cái Fry Electronic, là chuyên môn bán electronic giống như nhà đi mua máy giặt máy sấy giờ là gì đó. Thì khi mà người ta Best Buy đó. Giống như Best Buy mà nó là electronic y như Best Buy, mới kêu là Fry. Thì khi mà người vô đó làm cũng được một thời gian, thì khi người ta phát hiện có bầu cái người ta đuổi. Tại vì người ta nghĩ là khi mình đi sanh đi đẻ là người ta phải trả tiền maternity leave, rồi người ta phải trả tiền vacation leave cho mình. Mình chưa có đủ qualify, cái người ta cho mình nghỉ. Cái bắt đầu có mình Leon phải lo hết mọi việc. Gồng hết luôn. Gồng hết luôn. Thì Leon nhớ lúc đó là Leon ngồi Leon khóc quá trời luôn. Leon nghĩ là chết rồi. Bây giờ bị đuổi cái việc 3 tháng làm ở, khi mình làm công việc của Mỹ là 3 tháng trở lên mình mới bắt đầu có insurance bảo hiểm cho mình, hoặc là thêm mình mua thêm bảo hiểm cho đứa con hay là chồng mình hay những người. Thì trước đó là người ta đuổi rồi, không có lấy được insurance. Mà Leon thì cũng không có làm được cái, cũng chưa có xin được insurance. Tại Leon cũng làm job bên đây job bên kia ít lắm, cứ lật chật vật lắm. Từ bên Hawaii mình bỏ cái job ngon lành mình đi qua đây mà. Thì đùng một cái thì Leon đi làm cho nhà cửa, vô làm cho nhà cửa được một thời gian. Thì cái người mà thích Leon, mà mê Leon thời đó, xui cho Leon đó là giống như cái gì, người ta nói khi mà mưa giông tố thì nó sẽ bão bùng, nó giông. Xui cho Leon, mà cái người là manager của Leon là cháu của cái người đó. Cháu của cái người mà thích Leon mà Leon không thích. Thì bắt bà mới bắt cái người cháu bà phải đuổi Leon. Nữa hả? Nữa. Cái trai đẹp mà sao chung chuyên quá vậy? Xong cái Leon vô, Leon làm được mấy tuần thì mọi người thích lắm. Tại Leon làm nhà cửa mà tại Leon lanh á. Thì lúc đó là công ăn việc làm là bắt đầu lương rỗng rồi cũng ngon lành lắm. Thì mình cũng ung dung tung tăng đồ này kia. Thì một ngày đẹp trời thì nói là cô này cũng Mỹ con lắm, cũng rõ ràng lắm, chứ không phải giống như kiểu mà nghe lời hay là a vua theo này kia kia nọ. Thì nói là auntie là bà cô bên chồng là bà cô phải không? Và nói là biết được Leon làm with her, làm cái trong công việc này với người vậy vậy đó, là muốn cho Leon, muốn hơi phải đuổi Leon, cho Leon nghỉ. Thì giống như người ta nói trong cái rủi thì có cái may. Thì đùng một cái thì Leon được cái người boss, chủ của cái cô đó là làm branch manager vậy đó. Cái nói là mày không được đuổi nó, mày đưa nó lên làm với tao, là làm trên Big Boss á. Thì từ đó Leon, cuộc sống Leon mới bắt đầu thay đổi. Cô bà đó đó, bà là người Đức, thì bà thấy cuộc sống của Leon cũng chật vật, mà giống như Nga nói Leon thẳng tánh vậy đó. Thì bà thấy bà thương, thì bà bắt đầu tìm hiểu Leon. Tại người Đức mà đâu phải người Việt Nam, họ đâu có biết mình nhiều. Thì bắt đầu bà tìm hiểu thì bà thấy Leon bị chật vật trong cuộc sống lúc mà mới dọn qua với Chloe, với Tiffany. Lúc đó Chloe chưa sanh. Thì vẫn chưa sinh được bảo hiểm á, khúc chưa đó là sinh, chưa thì lúc đó Tiffany với thì ở nhà đang dưỡng thai, bị đuổi rồi. Thì bà mới tới nhà, thì hôm đó Leon mới nói là định làm cái baby shower, là kêu là gì giống như chào mừng bé chào đời. Chào mừng bé chào đời á. Thì Leon làm cái baby shower, thì mình cứ làm trong nhóm bạn bè nhỏ nhỏ, cái nhà nhỏ thôi. Đức á, bà tới với mấy đứa con bà, với em bà lại cũng làm về địa ốc luôn. Bưng đồ tới cho Leon, bưng đồ em bé đó nha. Cái giường ngủ ra mền chiếu quá đông lắm. Rồi bắt đầu cho Leon, rồi bắt đầu mới thấy hoàn cảnh rồi này kia. Với bà mới bắt Leon là làm thành tay trái tay phải với bà. Rồi bà lên lương cho Leon. Rồi cái bà bắt Leon là phải dọn cái desk, cái bàn của Leon phải làm. Cái office của bà, thí dụ office bà bên đó là Leon phải ngồi trước mặt bà vậy đó. Không biết là thầy bói hay là những người phong thủy nói là cái mạng của Leon hợp với bà.
là Leon phải ngồi giống như bà ngồi đó, là Leon phải lúc nào cũng xoay lưng và phải ngồi trước mặt bà vậy đó. Là đây ngồi đối đầu nhau, đối đầu vậy, đối mặt nhau, đối mặt. Rồi bà tin Leon nó nói mà cái checkbook của bà đó là tiền nhà, tiền cửa, tiền tiệm là Leon viết hết rồi, bà chỉ vô bà ký thôi. Hiểu không? Mà thương lắm. Bà đó tên là bà Gretel Hunt, người Đức. Là cũng ân nhân đầu tiên. Ân nhân đầu tiên. Rồi bà cho Leon xuống nhà rồi, mà cũng thiệt là người có tài thì hơi bị khùng. Lâu lâu cái bà thích cái bà nói thôi, ngày mai mình nghỉ đi. Cái tối cái bà gọi Honey, mai đi làm lại nha, cứ vậy cứ làm quyết vậy đó. Ê, có khi nào là bà người Đức đó bà cũng thích Leon không? Không, bà có thằng bà có hai đứa con làm chung cũng lứa tuổi thời đó rồi. Cái đến cuối cùng á, làm quá cái Leon tấn Leon là khó chịu, cái Leon ghét cái Leon, nó Leon nghỉ, Leon dọn đồ nghỉ. Em của bà mới kêu Leon lại cũng làm trong cái office đó, mà không làm cho bà nữa, làm cho bà em. Hiểu không, là hai bà đối đầu với nhau mà Leon lại là cũng lại tiếp tục làm tiếp tục làm đó, nhưng mà lại đối đầu với bà chị. Bà em làm cho bà Leon, em Leon toàn có đi làm cho những người nghịch nhau nha vậy đó, mà cái đó thành cái office đó thành công lắm. Cuối cùng thì Leon mới bắt đầu lên thì Leon mới đi có cái hãng khác mướn Leon tiền hơn thì bắt đầu mình mới trời luôn. Thì trong quá trình đó là Leon rất là thương vợ chứ, đem vợ qua lo take care mọi take điều care hết để... mặc dù đã chia tay trước đó rồi, nhưng mà cái lúc có bầu như vậy là hai vợ chồng còn cự nợ nhau hay là vui vẻ? Cũng có on and off, cũng này cũng kia lắm. Và lúc đó Leon cũng đang bàng hoàng lắm, nghĩ là trời ơi bây giờ ăn còn không có, hiểu không? Bây giờ có con ra là nuôi thêm là thấy nội luôn, nhưng cũng lo lắm chứ. Rồi lúc mà Leon bà xã sanh con xong á thì là bắt đầu nó trở lại bình thường rồi. Bắt đúng, đầu cái sao tự nhiên lại không ao nữa vậy, lạ quá. Có nhiều người cũng chọc Leon, nhưng mà thật ra có nhiều, nếu mình kêu nôm na đó là cái máu bóng á, còn nếu mà mình nói lịch sự là LGBT là chắc cũng có, chứ không phải là mình nói là đợi có vợ hay là giờ tuổi này. Mình có thể nói là mình ra sớm hay ra muộn thôi. Thì khi mà lục đục trong cuộc sống thì bắt đầu Leon cứ lang thang vậy đó, không dám về nhà. Dù có con nhớ con lắm, Leon với Chloe là gắn khắng khít từ lúc mà khi sanh ra rồi, do đó không thể nào mà không có con, không gặp con được. Nga biết có nhiều khi Leon ngồi dưới cái nhà có cái cầu thang đi xuống á, nhà lầu 2 thì có cầu thang đi xuống. Nhiều khi Leon ngồi đó thì Chloe nó chập chẹ đi xuống, hai cha con ôm nhau ngồi nói chuyện. Lên nhà cái vợ bị cằn nhằn cử nhử, hay là hai cha con giỡn cũng bị, hiểu không? Giá cái mình cũng chán á. Thì Leon đi, trong đầu Leon cũng suy nghĩ rồi cái buồn thì con hôm có một lần Leon đi club thì Leon mới gặp một cái người này, là lúc đó người này là cũng người nước ngoài, người Mỹ trắng, tự nhiên thích Leon cứ đi theo Leon hoài. Mà lúc đó Leon chưa có được một cái gọi là mình chưa có ai mà xô mình hay đẩy mình ra để mình hòa đồng. Thì Leon sợ lắm, thì cái người đó cứ nói là mày đừng có lo, mày cứ đi theo cái feeling của mày, giống như mày thích thì mày thích, mày không thích mày không thích, nhưng mà tao thì tao thích mày, tao đi theo mày chơi thôi, chứ tao cũng ép buộc mày làm cái gì. Người đó lúc đó vậy thì Leon cũng thấy ok. Thì hiện tại đó rồi, không phải cái sau một thời gian ngồi chung trong club này, người nước ngoài thì tại vì Leon lúc đó thì cũng tiếng Nga nó biết là tiếng Việt cũng đâu có rành, thì mình cứ xù xì với tiếng Anh người Mỹ không à. Thì bắt đầu ngồi một hồi đến club chiều tối thì Leon mới cảm giác được là ha, giống như cái gì đó trong cái người mình nó rõ ràng vậy đó. Cái Leon mới lúc đó là Leon chưa có gặp bạn đời của Leon bây giờ đâu. Thì lúc đó Leon về, cái Leon cứ trong lòng Leon lúc mà nhắm mắt lại hay mở mắt ra cứ suy nghĩ cái người mà nói cho mình biết vậy đó, là nói là giống như thích thì mày ra, còn không thích thì vậy, nhưng mà tao thì tao chỉ đi theo mày, tao thích mày thì tao đi theo mày, nếu mà mày mắc cỡ với bạn bè mày á thì mày cứ nói tao là học chung với mày bên Hawaii, hiểu không? Cái người đó lịch sự lắm. Thì mình về mình cứ nói, nhớ người này quá. Mà tự nhiên có một mấy tiếng đồng hồ trong club thôi, sáng hôm sau á, cái nói em nhớ người này quá. Mà lúc đó điện thoại khó khăn lắm chứ không phải iPhone đâu. Lúc mà mình đi ra, mình đi chơi thì điện thoại hết pin. Nghe nhớ cái điện thoại Motorola mà nó khẽ vậy rồi, không? Đúng rồi. Thì hết pin thì người đó gọi thì mình không có bóc. Mà đến khi người đó gọi được, vừa bóc phone, tắt bẹ cái phone. Mà khi mình gắn phone mình chặt thì nó đâu có cái memory, là nó đâu có cái số điện thoại ẩn, điện thoại hiện ra đâu. Thì cái từ đó là mất luôn. Mất luôn cái người đó luôn. Là không có, chưa có qua, không có qua lại gì, chỉ có là một đêm một giống như một đêm say vậy đó, có một đêm đó thôi đó, là chưa kịp gì đó, chưa, mà thật ra là tâm sự rất là nhiều, tâm giống sự như nhiều. Người đó là mở đường, giống như người mà, Leon. Giống như cho Leon thấy được là
Cái đó cũng không phải là cái xấu. Nếu mà mình đi theo cái con tim, cái tiếng gọi của con tim đó, thì bữa đó về cái Leon nằm, cái Leon tự nhiên nước mắt ra, khóc ra, cứ suy nghĩ mà nếu giờ mà mình lỡ bị như vậy đó, rồi con mình sao, rồi Tiffany sao, hiểu không? Cái nằm khóc ngon lành vậy đó. Cái lúc đó Leon nhớ là Chloe nó lại nó cởi trên đầu Leon vậy nè, cái nó nói Daddy crying. Thì lúc đó nó cũng bập bẹ thôi chứ nó phải nó rành lắm đâu. Lúc thì... đó là Chloe cũng được tuổi mấy rồi đó hả? Ừ, cũng tuổi mấy rồi là bắt đầu biết nói chút chút rồi đó. Thì tại vì vợ của Leon lúc đó không có nói. Thì lúc đó Leon ở nhà dưới Stanton, nhà Nga có tới. Lúc đó bà xã của Leon thời đó đó, my ex, có lại hỏi Leon. Thì Leon mới nói là ngày qua Leon đi khớp, Leon nói thiệt luôn. Thì tự nhiên Leon cảm thấy là Leon bị cái người cùng giới đó, nó làm cho Leon bị phát, là giống như bị cái cảm xúc. Dạ, cái cảm xúc này kia. Thì nó mới nói là nó không sao, miễn sao ở chung với nó, với con nó được rồi. Mình cứ go, mày cứ go, mày express cái feeling của mày, whatever. Bây giờ cũng dễ chịu vậy. Dạ, dễ chịu lắm. Rồi cái nó nói thôi đừng khóc, thì do whatever you want, nhưng mà as long đừng có leave, vậy đừng có đi bỏ. Có cái Leon ok, thấy người vợ mở đường quá, dễ dãi quá rồi bắt đầu. Sau này khi mà Leon đi hát ở Blue thì Leon mới gặp cái người bạn này, thì cũng tình cờ thôi. Leon cũng đi lang thang xong vô đó, tại lúc đó Leon bên Hawaii qua thì cũng đâu biết anh chị em nghệ sĩ mà cũng biết ai hết nha. Thì mới đi lang thang đi chơi một chút, thì vô thì không biết ai, nghệ sĩ thì cũng không ai biết mình. Vô mấy cái vũ trường mà của nghệ sĩ hát á, thì bắt đầu đi về thì gặp cái anh này, mình ngồi trong cái xe chào quắc quắc, thì cái Leon mới chạy lại hỏi, thì mới quay kiến cửa kiến xuống nói chuyện một hồi, thì mới trao đổi số điện thoại. Thì lúc đó Leon cũng về, Leon đi làm công việc của Leon cũng không để ý. Hình như 2 tuần lễ sau thì mới bắt đầu câu chuyện xảy ra. Rồi Leon cũng về nói với bà xã Leon lúc đó đó, cũng nói xong rồi cái cũng nói một câu là không sao, thì mày cứ sống theo cái cuộc sống của mày, rồi mày cứ ở nhà, mày đừng có bỏ Chloe này kia. Cái cũng làm được đâu mấy tháng, cái Leon cảm thấy là mình dối trá đó, hiểu không? Mình không có sống thật với bản thân. Cái Leon nói thôi giờ cái nhà của Leon lúc đó đó để cho hai mẹ con mày ở, Leon đi mướn cái phòng ở riêng để Leon sống được với cái bản thân Leon. Thì Leon bắt đầu lúc đó Leon với Chloe, với mẹ Chloe mới ít gặp. Rồi rồi từ đó thì Max mới đâm ra cái hận là không có cho Leon gặp Chloe, rồi làm khó làm này kia cái nọ vậy đó. Có nghĩa là Si cũng thoải mái là cho Leon feel theo cái cảm xúc của mình, nhưng mà có rời bỏ vợ con. Nhưng Si nói vậy thôi, nhưng mà khi Leon quyết định làm theo cái đó thì nó không có giống như cái ý của người. Dĩ nhiên là người ta phải có cái tánh ích kỷ, phải có cái tánh này tánh kia. Rồi bắt đầu về là cằn nhằn cưỡi nhữ, hay là dục đồ, dục đạt đồ, kêu là Việt Nam mình yêu kêu dằn mâm sắn chén đồ này kia, làm cho mình bị mất đi cái tự nhiên á. Cái mình cũng sợ. Nghĩa là Leon có một cái cảm xúc mới. Leon cảm thấy là đến cái cảm xúc mới của cái mình. Cảm xúc không, trên không, cái LGBT không, đó. Thấy là vui. Thấy vui với cái cuộc sống của mình. Nó hạnh phúc. Tại vì mình sống với người này vì Chloe thôi. Vì con bé. Leon... chính thức bước ra come out thật sự thì người vợ là chính thức là hận Leon luôn. Hận lắm. Rồi có cái đứa con thì sao Leon, lúc đó Chloe. Rồi Leon mê, lúc đó Leon mê Chloe lắm, mà hai cho con khắng khích lắm kìa. Tối là giờ này nè Leon đi làm vậy là Leon lén đi gặp con. Thì có quyền, thì có một ngày đẹp trời thì mọi việc nó đổ vỡ, là giống như si làm dữ, là giống như si kiếm chuyện, là gọi cảnh sát rồi này kia. Cái bắt đầu cảnh sát nói là mày phải đừng có tới đây nữa, tại vì cái gì khi mà có chuyện gì là người ta bắt mày trước khi bắt vợ mày, tại người phụ họ lúc nào cũng bảo vệ phụ nữ, sau đó là muốn gặp thì rất là khó khăn. Rồi thời gian bắt đầu Leon mới quyết định bán cái nhà đó, cái nhà mà Si với con hơi đang ở đó, thì Leon mới bán cái nhà đó, thì Si với con bé Chloe mới về bên ngoại sống. Tại vì lúc đó Leon cũng bắt đầu địa ốc rồi cũng chật vật á, thì trời còn càng hận Leon nữa, tại dọn ra khỏi cái nhà đó mà. Hiểu không? Giống như Si không nghĩ lúc đó là như vậy, Si không nghĩ là mình bị khó khăn nha, hiểu? Si nghĩ là mình đuổi, cố tình đuổi hơi với con hơi ra nha, hiểu không? Khổ lắm. Rồi thì là trong cái khoảng thời gian mà chia tay với bà xã đó thì Leon không được gặp con trong bao lâu? Ồ, lâu lắm à. Khi về Si dọn về ngoại đó, về ngoại hơi ở dưới Los Angeles á, là Leon đi xuống dưới đó gặp là không cho gặp đâu. Giấu con bé không cho gặp. Leon khóc năn nỉ cũng không cho đâu. Bà ngoại đó, khi mà con bé bà mẹ của Chloe đi làm á, thì bà ngoại mới cho Leon gặp. Thương cho Leon chở đi chơi, đi ăn, đi uống cho đến giờ là phải đem trở về.
Hiểu không? Có nghĩa là đi là cũng lén lút luôn. Lén lút luôn. Rồi khi mà sau này thì Leon mới nói rằng một tháng Leon sẽ tài trợ vậy vậy đó. Có khi mà nếu mà không tài trợ là tháng đó đừng có hòng gặp vậy đó. Rồi đến một ngày đẹp trời thì Si có bồ, có một bạn trai mới, thì lúc đó Leon cũng rất là vui, nghĩ là mọi việc nó ok. Mà giống như người không có được cái như ý thì bắt đầu Si cũng làm khó thêm nữa. Tại vì Si hận thằng mới thì nó cũng thằng cũ dính luôn. Rồi cái bắt đầu mới dọn đi qua tiểu bang. Dọn qua tiểu bang là Leon cũng mất liên lạc một thời gian. Mất liên lạc với con luôn. Mất liên lạc luôn. Mà có nhiều người cũng nói Leon là tại sao không phay, giống như không làm giữ để giữ con bé lại này kia. Mà Leon cứ nghĩ là Leon muốn là nó cho nó dễ qua dễ quý. Leon muốn cái gì nó cũng im đẹp. Và mỗi lần, Nga biết hồi xưa mỗi lần mà có chuyện gì là Si làm cho Chloe. Tại Si biết Leon là thương Chloe vô cùng luôn. Thì có chuyện gì là Si giống như giận cá chém thớt á. Hiểu không? Thì Leon còn đau gấp trăm lần. Do đó Leon không có dám làm. Hồi xưa Leon nhớ là cầm cái phone, Leon ngồi ở chỗ làm á, mà Leon phải nghe trên phone đó. Mà nghe mà giống như mà đứt từng đường ruột á. Nghe là nghe những cái gì? Nói thẳng luôn là Si muốn cho mình nghe được con mình khóc, để cho mình tim mình khó chịu thốn đau như thế nào. Rồi cái Leon nhớ có lần Leon gọi là tao lại mày, mày đừng có làm vậy với tao nữa. Cái nó nói không, cái mà hả mày, nó mày mà cúp phone á là tao gọi hoài, tao gọi cho đến cháy máy luôn. Hay là mày mà nếu mà mày cúp phone á là từ đây trở đi mày đừng gặp nữa, thì mày cũng phải ráng mình ở trên phone mình nghe. Mình vừa nghe mà giống như mình vừa rớt tim vậy đó, hiểu không? Thương rớt máu vậy đó. Mỗi lần mà Ly đi qua khó khăn lắm, Leon phải bay qua ban đêm rồi mướn chiếc xe, rồi lúc đó là rồi phải chạy lại cái nhà đó. Lúc đó Si ở với boyfriend, tại vì boyfriend của Her ở đó mà, thì mình cũng là ba của đứa nhỏ thì mình đâu có dám, mình đâu có thể nào ở nhà ta được. Rồi lúc đó Leon cũng lén giống như tới gặp Chloe được 2-3 ngày rồi cái chia tay đi về. Mà Leon nhớ hồi xưa mà mỗi lần lại gặp Chloe á, con nhỏ đó nó hay lắm. Leon chờ cho nó ngủ sai thiệt sai, khuya thiệt khuya, lén đi ra. Vậy mà cái nó thức, nó ngồi ở ngay cái thang máy á, ngồi ngay cầu thang á, trời ơi, khóc điếng khóc đào. Trời ơi, kiểu nó biết á, nó biết cái cảm, cái linh cảm. Đi không được, cứ hai cha con ngồi ôm khóc. Có nhiều khi về ra tới phi trường cũng chạy máy bay hoài chứ, suốt bao năm luôn á. Nghĩa là cái tình cảnh cha con lúc đó gặp nhau nó khó khăn. Khó lắm. Mà sau này thì Si mới hiểu được, Si mới cho cái cơ hội là tới ở đó, rồi chơi với con. Rồi Si cũng bắt đầu Si dễ chịu đi, là Si cho điều Si đi làm về cái Si chở Leon với cô đi ăn chút. Sau bao nhiêu năm thì tình trạng của bà xã cũ của Leon mới là không căng thẳng. Khi mà Si bắt đầu cuộc sống của hơi bắt đầu improve, ổn định, improvement là giống bắt đầu thoải mái về cuộc sống, thoải mái về tiền bạc. Nhà cửa là Leon giúp Her mua nhà, mua cửa bên tiểu bang rồi này kia. Là mới hết thì cái hận thù đó. Dạ, rồi bắt đầu Si mới chịu xuống. Rồi bây giờ giống như mua được cái nhà đó, cái mỗi lần mà Leon qua thăm cô ơi thì Leon cũng có để ở đó rồi phụ. Giống như Leon cũng có quay clip rồi có đưa đây. Cái đợt đó vừa rồi. Có tới mà. Có, đợt vừa rồi Nga qua tiểu bang diễn thì có đến Maryland để mà chơi với gia đình Leon. Thì thấy là Nga không nghĩ là căng thẳng luôn nha. Nga cái ồ hai vợ chồng đi ly dị. Nhưng mà được cái cũng rất là nai với nhau. Nhưng mà không biết trước cái nai đó là cả một cái câu chuyện khá là căng thẳng luôn. Mình coi, mình nghĩ lại, mình cũng không trách được gà. Mẹ của Chloe, tại vì một người phụ nữ với một cái đứa con mà phải đi xa vậy đó, ở lúc mà Leon qua thăm á, trời ơi, thấy hai mẹ con thì có là Leon muốn giống như lúc đó Leon nghĩ là mày ác quá Leon á, mày nên giống như mày nên biến mất đi, mày để cho con mày như vậy á. Giống như nhiều khi Leon cũng trách Leon là giống như tại sao Leon làm được cái gì như vậy á, làm ác được như vậy á, là để cho một đứa con nó phải không có cha, rồi giống như nó phải khó khăn á, gặp nhiều khó khăn lắm. Lúc đó Hoài gặp nó là ăn không vô mấy ngày luôn á, giống như nhìn con là khóc. Leon thì theo cách quan sát của Nga từ trước giờ thì Leon là một cái người sống rất là tình cảm. Ngoài cái dòng máu lai thì Nga thấy là Leon là trong cái cơ thể và tâm hồn của Leon nó có cái vừa đàn ông vừa phụ nữ, quý vị. Cách bây giờ Leon á, nên cách Leon chăm sóc con á, nó nửa như người bố mà nửa như người mẹ quý vị. Nghe thấy là Leon thương Chloe lắm, chăm sóc Chloe rất là chu đáo. Và mỗi lần mà có cái cơ hội gặp con đó nha, là Leon đưa đi ăn, đi chơi như và trúng số. Giống như trúng số vậy đó quý vị. Tới bây giờ cái cuộc sống hiện tại của Leon á, Leon come out ra thì Leon thấy mình như thế nào? Bằng lòng với cuộc sống hiện tại không?
với Leon. Anh có nhiều lúc suy nghĩ lại thôi, mình tới già mình đổi lại mình kiếm phụ nữ mình giới tính linh hoạt á. Không có. Không có, vẫn là không ăn. Đến thật ra đến bây giờ, đến giờ phút này, Leon thấy giờ cuộc sống mà bên LGBT hay là bên với một sống với một phụ nữ với Leon bây giờ nó cũng mơ hồ. Leon thấy trong cái tình cảm của Leon nó không có may mắn á. Chán lắm. Thí dụ như có nhiều người thấy được Leon với sống với bạn Leon được 17-18 năm thí dụ vậy, mà nhiều khi mình dùng cái con số đó để mình khè người ta thôi, hiểu không? Cái người nó trời ơi 17-18, chưa chắc trong 17-18 năm đó nó là hoa hồng, hoa phượng, hoa mai. Nhiều khi trong cái đó nó có hoa thu địch, hoa này hoa kia mình cũng đâu biết, nghe hiểu không? Nhiều khi cái con số đó để chỉ khè thôi. Nhưng mà Leon cũng suy nghĩ lại là nhiều khi tự an ủi mình là giống như chú Ngạn cũng nói là thà yêu để khổ vì yêu còn hơn đến chết chưa yêu lần nào. Mình cứ nghĩ vậy là mình cứ lấy cái đó để mình làm cái bàn đạp để mình sống thôi, chứ cũng chưa biết, thì ra cũng chưa biết nữa. Thực sự ra Leon với Ngạn có một cái điểm chung, nó có nhiều cái điểm chung quý vị. Ví dụ như tại sao thân nhau là tại vì hai đứa gặp nhau rất là xàm. Một cái điểm chung nữa là Nga Leon là thật sự bản chất của Nga và Leon là cái người rất là giỏi chịu đựng quý vị. Chịu đựng mà cái mức độ mà cái dạng mà nó hơi vô cái dạng mà nhẫn nại á. Nhưng có nhiều cái nó không vui nhưng mà phải làm cho thiệt là vui. Đúng rồi. Giống như hỷ xả đó. Bây giờ Leon là một nghệ sĩ đúng không? Leon bây giờ có cảm giác ngại khi mà mình chia sẻ cái câu chuyện này nè, thì một cái loạt fan nữ họ sẽ không yêu Leon nữa. Giống như hiện tại họ cũng biết mập mờ, nhiều lúc họ cũng cảm nhận ồ Leon cũng giả bóng vậy thôi chứ không phải là bóng thiệt. Nhưng mà bây giờ cái với câu chuyện come out này nè, mà Leon nói toẹt ra lần nữa, ngày xưa cũng nói toẹt toẹt ra mà người nhiều người ta cũng không chịu thừa nhận cái điều đó, hiểu không? Nhưng mà nếu mà hôm nay mình hơi toẹt gì á, Leon có sợ mất một lượng fan mà người ta đang rất là yêu thương Leon không, nhất là phụ nữ? Không, tại vì theo ông Leon trả lời một cái lọc trọc lót luôn đó. Thật ra là cái tiêu chí của Leon lúc mà khi mà mọi người biết Leon là sống thật, sống đẹp và sống với cái bản năng cũng như cái tính cách của mình, không thể nào là Leon úp mở mở hay là cái này là Leon cũng không chia. Có gồng được. Dạ không phải. Leon gồng được chứ, tại vì Leon làm việc rất là man luôn. Làm việc cái là không ai biết bóng luôn không quý vị, man dạ, mà đàn ông. Leon là một cái người mà Nga rất là thích ở Leon là cái sự thẳng thắn và rất là thật. Cảm xúc như thế nào là chia sẻ y chang gì chứ không là không có giấu giếm, không có che đậy thì là nó cũng rất là hợp với Thúy Nga. Thì hôm nay Leon đến đây thì không có gì ngoài quà sầu riêng, bưởi và măng cục. Sao lý quá vậy? Tưởng sao đi lại nhà livestream cũng ăn bưởi sầu riêng măng cục, giờ lại về thì lên tới trên pháo tình Bali cũng nhận một rổ đồ y mon thiệt á. Biết đi. Nãy biết vậy, nãy tôi đi Costco tôi mua cho cái gì lạ đi thì ăn đi cho không ăn cho nó đi. Mạnh rồi. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều theo dõi Leon với Thúy Nga bấy lâu nay, cũng như hôm nay là tình cờ Leon tới đây mà cũng muốn có một cái đề tài gì mới chia sẻ. Thật với cả nhà. Thật ra Leon là thích tâm sự lắm mọi yêu người. Yêu không tùy theo người thôi chứ đâu phải ai cũng đem đổ xô hết, người ta nghe người ta ngán sao. Nghe là vừa nghe tâm sự mà vừa lãnh chuyện vui luôn. Nói chung là tụi em rất là hợp nhau, chắc cuối đời mình về ở với nhau. Ủa trời ơi là trời, hết chương trình chưa trời, nó có dụ tôi cái vụ này hoài nãy, trong đó nó cũng có hỏi tôi là cuối đời có định quay về với phụ nữ không. Nghĩ rồi không thì hỏi gì chứ ai biết đâu, cuộc sống vô thường lắm. Thì bây giờ là chương trình nhà có khách cùng Thúy Nga đã hết rồi quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Và những số tới sẽ là những nhân vật và những câu chuyện hấp dẫn. Ủa em tưởng hết rồi chứ. Hết rồi nè. Bye bye. Bye bye.